ở vào cái thời Thánh Đức á, nước Việt á, nó không có giống như Việt thời này. Tại vì khi mà mình tiền đô á, trên trời nó rơi xuống giống như lá nó rụng vậy nè, hốt thôi. Nghĩa là dân tộc mình chỉ còn đoàn kết. Để phụ nói sơ để mấy con sẽ hiểu. Thứ hai, phụ quen hết mấy thằng CEO hai thách ở đây, nó đem về. Thứ ba, mình là lấy cái luật của Mỹ mình dịch cái tiếng Việt, tức là hệ thống làm ăn á, thì người ta thấy cái sự công bằng. Người của mình á, Đức Thầy nói á, với cha nó ta cho 6 triệu trái xám ra hải ngoại, đó là kho tàng vô giá của con sau này đó. Còn đền vàng điện ngọc dưới núi Cấm nó cũng có đó, nhưng mà cái đó nè, là không có phải là đưa nước Việt cường thịnh, mà là kho tàng 6 triệu chất xám. Thì đè, khi mà tất cả mọi cái luật pháp mà thành ra tiếng nói tự do đó, tức nghĩa là mình phải nghe tiếng của dân nói, đúng không? Rồi phải có bầu cử tự do, thì cả thế giới họ chạy vô nước Việt để mà họ làm ăn. Tại vì cái nước Mỹ này cũng không có làm được những cái mà người Á Châu làm. Người Á Châu của mình rất là tài giỏi, nhất là người Việt thông minh lắm. Còn qua Tàu thì thôi, ai cũng ê chề, ta sợ Tàu luôn. Mình chỉ cần đổi một cái thể chế, đổi một cách làm ăn, đổi một cái tiếng nói, đổi người. Và đồng thời á, mình mở rộng vòng tay, mình không có thù nhau nữa, mình không có gọi là gây lộn trong gia đình nữa. Người ngoại quốc họ ghét nhất là trong nhà lộn xộn, tức là trong nội bộ á. Mà khi mà họ nhìn quốc nội và hải ngoại đoàn kết, cái là cờ, lá cờ vàng ba sọc đỏ này á, mà bay phất phới trở về anh độc lập á, thì quý vị tưởng tượng như thế nào? Vui, dĩ nhiên là vui rồi. Đức Thầy có nói câu gì á? Quân thần cộng lạc ba ngày gì đó, câu sấm gì đó, coi lại đi. Nhưng mà lá cờ này á, Đức Thầy là người nói cho phụ biết luôn, là tức là sư tổ á, là nó sẽ khắp tất cả từ Hà Nội vô tới miền Nam sẽ có một ngày bay phất phới, mà ngày đó là phụ biết rồi đó. Hồng tàn giữa mùa xuân, bây giờ hồng tàn nó sắp tàn rồi, thì mùa xuân di lạc, thì mùa đó không xa lắm đâu, vài tháng. Máy quay mà không nói ngày giờ, không nói ngày giờ mất công. Mấy ông bển mất công nói mình nói ảo, mình không có ảo đâu. Mấy anh mới là ảo đó, anh Tô nè, mấy anh gì nữa, mấy ông gì mới nhậm chức một đống, mấy ông mới là ảo đó. Mấy ông cờ tàn lại tính tường để xe thì có, tôi không có bao giờ tôi ảo, tôi không có nói chúng năm cho năm nay đâu. Tại ông không có biết tu, chứ ông không có hiểu về tâm linh đó, ông có nghĩ là dù nó ảo. Dù thương mấy ông, dù nói mấy ông mới là ảo á, qua đây ông mau mà rước tôi về chứ còn cứ lo sợ chết, lo sợ phe phái trả thù lẫn nhau, rồi cứ làm mấy chuyện nghịch thiên. Không, mấy ông mới là ảo, mấy ông mới làm chuyện đó. Còn chú hộ không có ảo, người nào nói chú hộ ảo là người đó ảo. Chú hộ chưa bao giờ ảo á. Chỉ có một cái hơi lạ thôi, lạ nhất 8 tỷ người.